Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Duy Anh. Hiện tại mình đang ở Johannesburg, sáng ngày thứ năm trên đất nước Austria này. Các bạn thấy đấy, tuyết đã rơi rồi. Tuy không được nhiều lắm đâu, nhưng mà thật sự là rất là đẹp. Các bạn sắp nhìn thấy một cảnh tượng rất 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 hùng vĩ. Guess to wear. I guess to say. Đấy là cái dãy núi mà tôi hôm qua đã trèo lên tận đỉnh. Thật sự là rất là tuyệt vời. Một cái view từ trên đỉnh nhìn xuống thì với cái thời tiết như này thì không còn gì để nói. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Everybody shuffling. Nhưng tôi không thể shuffle ngay lúc này để rơi mất máy quay. Shake your body, shake your body. Và đấy chính là tôi. Sự rất là lạnh với thời tiết như thế này. Tôi đã đóng ba cái áo khoác, mặc hai cái quần xịp cho nó giữ ấm, kẻo nó sun mất. Thời tiết ở Johannesburg lúc này thật là lạnh. Đêm qua thì đúng 0 độ thì những cái bông tuyết rất to đã rơi xuống. Tôi rất là may mắn vì chỉ có thời tiết là đúng 0 độ thì bông tuyết là mới to được. Còn bình thường tuyết sẽ rất nhỏ. Phải là một ngày may mắn đúng không ạ? Đây là nhà trọ của tôi. Phòng của tôi có thể nhìn thẳng ra. Nhìn thẳng ra cái view tuyệt vời như này. Đó ở tầng thứ 2. Trắng xanh rất đẹp. Ước gì tôi có một cái Canon Digital ở đây. EOS đi. Một cái máy chụp view thật là siêu rộng, có thể panorama 360 độ ở chỗ này. Rất tiếc rồi. Tôi chỉ là C3 mà thôi. Trong cái lạnh giá như thế này tôi nhớ đến mọi người ở Hà Nội. Không biết giờ này Hà Nội như thế nào. Nghe nói mưa rất nhiều. Lạnh lắm. Tự nhiên lại muốn thèm cái lạnh buốt cắt da cắt thịt ở Hà Nội. Ở đây lạnh thật đấy, nhưng mà nếu như mà mặc ấm một chút thì gió nó không ăn thua như Hà Nội. Cái mưa phùn nó thật sự là view see everything. Nice. Đằng sau tôi có một quả núi. Johannesburg quả một thành phố khó thể diễn tả được bằng lời. Nếu như tôi mà đi quay tất cả các ngôi nhà màu sắc ở Johannesburg thì chắc là cả cái máy quay tôi không thể quay hết mất. Thật sự là rất đẹp. Nhưng mà hiện tại đang phủ, tất cả đều phủ màu trắng của tuyết rồi. Rồi, đây là cái clip đầu tiên về cuộc sống của tôi trên cái đất nước xa lạ này. Hy vọng là một ngày nào đó các bạn tôi có thể đến đây chơi với tôi. Và tất nhiên tôi sẽ phải quay về với các bạn, nhưng mà I will be return. Have a nice day everyone.